Tù trưởng này, tệ này, phế này Hời hợt này, chán này Đây là những cái tính từ từ chát đây phập phù, tệ Đúng không? Đây là những cái tính từ Vấn đề ấy, nhạt nữa Hời hợt, giặt dẹo Không có cái lửa Tối Yếu đuối Tâm lý kém Đây là những cái từ mà fan man united Nhưng mà đây là những cái tính từ Mà fan man united hiện tại ấy Đang dùng để miêu tả ông Jadon Sancho thực sự là rất là khó chịu luôn ấy là mỗi lần san trầu đá mà đá chắc là bây giờ 80% phần trăm là đá như thế này 20% phần trăm là sẽ đá được hay được một chút đúng không nhưng mà không thể nào ấy mà lần trước có một bạn bãi khịa tôi đấy bạn bảo à là hiếu CK Ray, đấy xem đi có muốn bán jaden san trầu nữa không cái quan trọng ở đây ấy khi mà bạn khoác áo man united nó không phải là bạn làm được cái đấy một trận bạn nhìn đi federico mcader mcader đã ghi bàn cho chúng ta ở cái phút cuối cùng ở những cái phút cuối cùng để giúp Man United có được EPL ở cái mùa giải đấy. Nhưng mà bạn sẽ không phải là một cầu thủ MU nếu như bạn không làm thế một cách đều đặn được cả. Và Mercator đầu cuối cùng nhá, bây giờ biết đang làm gì không? Bây giờ ông này à, đồng chí đang đá ở giải, ở giải thổ nhĩ kỳ. Sau đấy biến mất luôn, biến mất luôn. Mercator Ý tôi là sao Bạn muốn trở thành một cầu thủ đẳng cấp của Man United ấy Bạn không thể nào Bạn không thể nào Mà bạn cứ đá trận hay trận dở hoặc là trận hay trận dở trận dở trận dở trận hay trận dở trận dở trận dở có hiểu không đây lý do vì sao à đây là lý do vì sao cái ông như kiểu như là ông Fred là cái ông mà làm cho fan MU rất là phẫn nộ không ông bắc trong trận hay trận dở làm cho MU cảm thấy rất ức chế Jaden Sancho trận trước đá hay trận này lại dở trận trước nữa là đá dở thế bây giờ trận tới đã hay à không tìm được một cái công thức cho Jaden Sancho và cái màn trình diễn của Sancho từ trận này qua trận khác đã quá là kém và yếu và không quyết đoán lao vào thì lúc nào là đứa đầu tiên ngã cho hỏi chat lần cuối bạn thấy Jaden Sancho đá ấy, mà Jaden Sancho húc ai đấy mà cầu thủ đấy lăn lóc ở dưới đất là bao giờ không bao giờ cả chỉ có làm skill lâu lâu làm skill thì người ta ngã dưới đất như là cái trận vừa rồi everton hai cầu thủ ngã dưới đất ok thực sự là cũng chả phải là skill lắm ngoặt lại phát thôi bà ý bị trượt chân hay là cái skill với liverpool ấy milner với cả với cả alison đổ sai hướng ok còn lại à không bao giờ Jadon sancho mà đọ vai tỷ vai mà thắng được ai cả yếu giặt dẹo các bạn bảo không phải điểm mạnh, cái bên điểm mạnh là cái quay thì có thể hiện được một cách ổn định không? Không chả thể hiện được, chán dã man luôn ấy. sao Sancho, tôi bảo rồi, tôi đã nói trên cái kênh này rồi và tôi đã chia sẻ ở cái reaction lần trước rồi. 60% cộng đồng fan MU ở thời điểm hiện tại ấy là không muốn Jadon Sancho ở lại và muốn bán đi. Ok, tại vì sao? Tại vì Jadon Sancho hiện tại là cầu thủ siêu tệ luôn siêu tệ 60% dựa trên cái poll mới nhất của Việt Devils đúng không? Sau cái này tôi thề với các bạn tôi sẽ để lên một cái poll cho tất cả các bạn xem ấy là một cái cầu thủ như là Hiếu Mini bảo đây là một cầu thủ nhận lương 300 đến 350 nghìn bảng một tuần như thế này đây cho Man United và đây là bước sang mùa giải gần kết thúc mùa giải thứ hai rồi cho Man United đây. Bao nhiêu phần trăm các bạn sẽ nghĩ là cái phần trăm mà Jaden Sancho nên được bán đi là bao nhiêu? Ok. Bao nhiêu các bạn? Các bạn sẽ nghĩ cái phần trăm mà Jaden Sancho nên được bán đi sẽ là bao nhiêu? Tôi sẽ để từ 0 đến 20, 20 đến 40, 40 đến 60, 60 đến 80 và 80 đến 100. Tôi bảo nên nhá, tôi không bảo là có bán được hay không. Tôi sẽ bảo ấy là NMU nên bán đi. Và tôi thề với các bạn, tôi biết thừa cái con số đấy nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu rồi tôi sẽ biết thừa cái con số đấy nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu tại vì ạ à, fan MU chúng ta đang càng ngày càng ngày càng ngày càng ngày thiếu kiên nhẫn về cái ông này đá mà siêu chán siêu chán rồi không làm được cái gì mà nó gọi là nó đột phá ấy. đá cánh cho MU là phải có một cái sự đột phá đá cánh cho MU phải có một cái sự như là làm cho chúng ta cảm thấy cảm thấy không hời hợt như kiểu cái Nacho ấy cái Nacho thiếu rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà cái Natto một lần ấy mà đã lên sân ấy là có một cái kiểu đá rồi, một cái kiểu đá rất trực diện. Và cái kiểu đá đấy là cái kiểu đá mà fan MU chúng ta thích. Chúng ta yêu quý cái câu lạc bộ này nhờ sao? Nhờ những Cristiano Ronaldo, nhờ những Luis Nani, nhờ những Ryan Giggs. Đây là những người mà khiến cho chúng ta yêu cái câu lạc bộ này đúng không? Nhờ những cái cầu thủ chạy cánh như thế này đây. Mà bây giờ có một cái ông đá cánh mà thực sự chán gì đâu. Chán. Jadon Sancho. Hết. tiếp Casemiro tôi muốn nói về Casemiro rồi Sơn Tùng Nguyễn bảo là trông đá không bằng Dan James tôi quên bén Dan James <laughs> tôi quên bén sang Dan James rồi